Kính chào quý vị đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Ngay sau đây, mời quý vị đến với câu chuyện Bí ẩn pho tượng cổ 700 năm tuổi độc nhất vô nhị, biết đứng lên ngồi xuống như người. Đêm nhà nữa đêm có thần về báo cho là ra ngoài cái sông thì ra đấy để vớt gỗ về để tạc tượng, chứ trước là không có tượng. Trước kia là thời vua chúa thì người ta không cho ai xem, thì chỉ có quan ở trên về thì mới được xem, thì đấy là một pho tượng cổ thì chúng ta không ai mở được. Quý vị khán giả của VTC Now, hiện nay tôi đang có mặt tại ngôi miếu Bảo Hà thuộc thành phố Hải Phòng. Đây không phải là một ngôi miếu bình thường như bao ngôi miếu khác. Tại đây có hai điều rất đặc biệt mà tất cả các du khách rất tò mò về nó. Hai điều đó là gì? Hãy cùng chúng tôi vào trong khám phá nhé! Và hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ ông Đặng Văn Thạnh, một thủ từ tại ngôi miếu Bảo Hà để khám phá ngôi miếu này nhé! Dạ, cháu chào ông ạ! Ông có thể giới thiệu qua một chút cho cháu về cái lịch sử hình thành của ngôi miếu Bảo Hà này được không ạ? Vâng. Thế bây giờ thứ nhất là cái ngôi miếu Bảo Hà này là nó đã có từ thế kỷ thứ 13, tức là cuối đời nhà Lý mà đầu đời nhà Trần. Cuối đời nhà Trần là đầu nhà Lý là thế kỷ thứ 13. Ngôi miếu này là xây trên nền miếu Bảo Hà, trước là Trang Linh Động. Là trước khi mà thờ cụ Lý Linh Lang, con Lý Thánh Tông, là thời kỳ mà cụ cùng với thời Lý Thường Kiệt thế mà đánh trận ở bên sông Như Nguyệt. Thế thì sau khi mà cụ đánh trận mà cụ về đây, là chúng tôi có một điểm thờ ở đây, thì chúng ta cứ đi vào đến nơi thì đây là sân đền. Bây giờ mình vào trong đền. Ngôi đền này trước ấy là nó nhỏ thì là có điển tích là miếu, cho nên bây giờ dù có lớn như thế này chăng nữa vẫn là miếu chứ không thể gọi là đền. Đấy, đây là năm gian bái đường. Đấy, năm gian bái đường này thì phía bên trái là chúng ta thờ một ông tổ sư làng nghề, đây là cụ Nguyễn Công Huệ, tức là cụ Nguyễn Công Huệ là có từ thế kỷ thứ 15, và cụ sẽ dạy cho miếu Bảo Hà, nhân Bảo Hà chúng tôi là cái nghề tạc tượng, nghề múa rối và nghề dệt vải và nghề chữa bệnh. Thế mà đến cung nhất thì đặc cung nhất là chỉ có một tượng Lý Linh Lang đứng lên ngồi xuống, tức là tôi đã giới thiệu từ đầu, tức là cụ ấy là con Lý Thánh Tông ở thời kỳ thế kỷ thứ 13. Và bây giờ đây là trước mặt chúng ta là pho tượng Hải Lý Linh Lang, con của Lý Thánh Tông ở thế kỷ thứ 13. Và sau khi mà đánh xong trận rồi thì miếu Bảo Hà chúng tôi là được một điểm để thờ ngài. Ông ơi, vậy ông cho cháu hỏi một chút là cái bức tượng này là có lịch sử từ bao giờ ạ? Cái bức tượng này là sau khi và ông Lý Linh Lang là con vua Lý Thánh Tông, ông ấy mất đi là ở thế kỷ thứ 13. Thì khi mà cờ trận của ông ấy là bay về đến đâu thì đấy được thờ ông ấy. Thế tính đến nay là niên đại là bao nhiêu năm? Niên đại là 780 năm. Hiện nay ông này là cái pho tượng này cũng có cái công nghệ từ 780 năm đến giờ. Tức là từ ngày có ông tượng là có công nghệ. Trong một trận giao tranh quyết liệt với giặc Tống trên phòng tuyến sông Như Nguyệt, sông Cầu ngày nay, hoàng tử Linh Lang đã anh dũng hy sinh. Về sau, để tưởng nhớ công ơn của ngài, dân làng Bảo Hà xây miếu thờ ngài trên nền đồn binh xưa. Dân làng khi đó đã tạc tượng ngài để thờ cúng. Là vùng đất nổi tiếng với nghề tạc tượng và cái nôi của bộ môn nghệ thuật múa rối cạn, những người thợ tài ba đã tạo nên một pho tượng có một không hai. Tổ sư của làng nghề này bị đẩy sang Trung Quốc thì tự nhiên là cụ nghĩ ra được mấy nghề. Thứ nhất là cái nghề đục tượng làm đồ thờ, cái nghề thứ hai là nghề điêu khắc, là khắc thì bây giờ mới lại có cái rối nước và rối cạn của Bảo Hà đấy. Tức là hiện tượng đứng lên ngồi xuống này thì cũng là cái công nghệ của người ta múa rối thôi, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cách đây 800 năm thì các cụ lúc bây giờ là công nghệ của cụ rất là tài. Thế còn đến bây giờ thì cái công nghệ đấy thì nó không phải là tài lắm nữa, nhưng mà cách đây 800 năm thì thời tiền cổ mà đã như thế rồi, cho nên đặc biệt chỉ có một ngôi tượng của Lý Linh Lang là được đứng lên ngồi xuống thôi, chứ còn không thể là làm cho tất cả cùng đứng ngồi xuống được. Trước kia là thời vua chúa thì người ta không cho ai xem,
thì chỉ có quan ở trên về thì mới được xem cái ông tượng đứng lên ngồi xong này, thì đấy là một pho tượng cổ thì chúng ta không ai mở được, nên là chúng tôi là hậu sinh những cứ thế mà thực hiện theo cái lời của các cụ để lại. Chúng tôi sẽ xin phép để mở, khi mà thủ từ vào mở cửa thì tượng ngài đứng lên, và đóng cửa thì ngài ngồi xuống. Đây là một hệ thống mà đoàn 7 mà người ta làm để bây giờ cho cụ tự đứng lên ngồi xuống tất cả ở cánh cửa. Tôi đóng cửa lại thì cụ lại ngồi xuống. Còn toàn đây là trước, trong một cái hậu cung này là cung nhất là ngài Lý Linh Lang là người đứng giữa đứng lên ngồi xuống. Còn bốn người tỳ nữ này là bố trí theo cung điện của nhà vua, tức là mỹ nữ để hầu. Tức là toàn bộ là do cái cánh cửa này và sẽ liên kết để đi vào ông tượng. Và ông tượng đứng lên ngồi xuống thì sẽ là có một cái lực từ cái đoạn 7 và chúng ta từ tượng ra đến cánh cửa. Đấy. Thế là sau khi cụ ngồi xuống thì quý vị sẽ xem được cái công nghệ gọi là đoạn 7 của cái miếu bảo hạ của chúng tôi từ thế kỷ thứ 13 trở về đây. Đêm nhà nữa, đêm có thần về báo cho là ra ngoài cái sông, gọi là cái sông cái chỗ mà bể nổi đấy. Thì ra đấy để vớt gỗ về để tạc tượng, chứ trước là không có tượng. Thế nhưng mà sau khi mà có người báo là cái đền này là có cái điểm đấy là được thờ tượng của ngài Lý Linh Lang Đại Vương, thì là tự nhiên có một khúc gỗ nó trôi về ở sông. Thì chúng tôi, các cụ thời bấy giờ là ra ngoài sông là tính rằng là cứ kêu là vì ra đấy là có nước xoáy rồi gió to thì nước gỗ không trôi vào được. Thì các cụ kêu khấn các ngài, thế là tự nhiên khúc gỗ nó mới trôi vào để đúc cái ông tượng ở trong cái khám đầu tiên kia đấy. Đấy là ông tượng của tiền cổ. Đấy là lý do là vì thế cho nên là có tượng. Đây là đất làng nghề cho nên là mới ngài mới được khắc tạc tượng ngài từ đấy giờ. Đấy, thế còn cái sau này thì còn đây là bố trí sau cung điện nhà vua thôi, tức là bây giờ là mỹ nữ đứng hầu hai bên là quan văn quan võ, tức là gọi là cái đây là một cái cung điện của nhà vua thôi chứ không có vấn đề gì. Pho tượng thờ Đức Linh Lang Đại Vương trong ngôi miếu cổ hơn 700 tuổi ở Hải Phòng là sự sáng tạo độc nhất vô nhị của những thợ thủ công tài hoa xưa. Nghề tạc tượng Bảo Hà đã nổi tiếng khắp nơi với nhiều nghệ nhân giỏi được triều đình trọng dụng, đã từng tạc ngai vàng cho vua với những nghệ nhân lừng danh. Trong ngôi miếu cổ này còn có một câu chuyện về chiếc giếng mắt thần khiến nhiều du khách muốn khám phá. Công trình độc đáo này còn có tên gọi khác là giếng bán nguyệt. Sau tiếp tục là có một cái đặc biệt nữa, tức là đằng sau các vị đây là một cái giếng. Đấy, đây là một cái giếng thần. Đấy, ngay trong lòng đất này, đây là một cái giếng bán nguyệt, nó chỉ bằng nửa cái nón thôi. Đấy. Sau khi mà chúng ta tương truyền ngày trước đấy, tức là bây giờ là thể để thả quả bưởi ở cái giếng này thì tự nhiên là bưởi nó trôi ra cách đây khoảng chừng gần 2.000 mét cơ. Thế khi mà trong giếng thấy bưởi mất thì dưới kia người ta báo lên là có phải là bưởi của miếu không, thì tự nhiên là đúng quả bưởi ở cách đấy 2.000 mét là có bưởi của miếu. Quý khách sẽ viết tên vào cái quả bưởi này. Đấy, đây viết là tên đúng không ạ? Viết tên đoàn của mình vào đây. Và bây giờ chúng tôi sẽ viết tên. Viết tên của đoàn vào quả bưởi. Rồi. Vào quả bưởi này. Nó rồi khô, khô khô tí rồi ông xã nhé. Nó phải bị dưới nước nó pha tí ra ngoài, nó còn nổi được chữ lên nhé. Vâng. Đấy là sau khi đấy thì cô sẽ thả bưởi vào cái giếng này. Rồi ạ, và bây giờ chúng tôi sẽ thả cái quả bưởi này xuống. Dạ. Vâng, mời quý khách chúng ta sẽ thả quả bưởi vào trong giếng. Rồi ạ. Sau khi mà quý khách chúng ta thả quả bưởi đây thì không phải là nó sẽ nổi ngay ra. Cái chiêng này, cái trống kia bắt đầu đánh lên khoảng chừng 3 hồi trống gì đó. Thì bây giờ là quý vị có nghiên cứu xem tiếp đây là bắt đầu chỗ đánh trống. Cái dòng bưởi nó mới, trên đường nó mới ra ngoài kia thì chúng ta vớt ở ngoài kia. Động tĩnh một chút rồi. Khoảng là bưởi đã lên nha.
đấy đã lên đúng đoàn VTC chưa nào? Thì là chưa gần đúng nhá. Quả bưởi của chúng ta đã vớt, mời cô. Wow. Đúng đúng tên, vâng. Đúng tên. Thưa quý vị, đúng quả quả bưởi mà tôi đã viết trong đền. Mà ông có thể giải thích qua một chút về cái nguyên lý hoạt động của cái giếng này được không nguyên ạ? Nguyên lý hoạt động cái giếng này tức là trứng trống trứng chiêng thì nó áp dụng theo vật lý nên là nó có cái lực ép nó ra thì nó mới ra được, mà nếu không là chúng ta không bao giờ bưởi không ra được, chứ nếu mà không có trống và không có chiêng. Thả quả bưởi vào đây thì trong quả bưởi này là đây nó có một cái dòng nước, đây cũng là dòng nước đặc biệt mà để cho mang lại cái sự no ấm cho tất cả nhân dân Bảo Hà chúng tôi nói riêng và cái khu vực này là nói riêng. Thế là tất cả là nhờ cái mạch nước này cho nên là nhân dân thì đầm ấm. Thế các cụ mà thả bưởi vào đây thì bưởi nó sẽ đi qua cái sân đấy, nó ra ngoài cái hồ trước cửa, tức là đấy là một con sông Vĩnh Trinh ngày trước. Ngoài sự độc đáo của pho tượng Đại Vương Lý Linh Lang thì ngôi miếu Bảo Hà cũng rất linh thiêng. Vì vậy, thường có nhiều người lui tới đây để thờ cúng. Miếu không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng mà còn là sản phẩm đặc trưng của địa phương, có nền văn hóa đặc sắc của cha ông bao đời để lại.